Chào mừng anh em đến với Bao Quy Shot Giang Quê Mepicha. Hôm nay giới thiệu với anh em trận đấu của chú Thành và anh Lưng. Chú Thành chấp anh Lưng 20 điểm đến 120-100. Trận đấu này được quay tại quán cà phê Pizza của chú Vũ. Mời anh em theo dõi trận đấu. Đây. Bị nhăn nó hù. Trời ơi, thiếu cái đích đó rồi, một điểm. Bị cái gì vậy mày chạy vô đó ha, hai bằng nữa chứ côn luôn, đè ba luôn, một gãy đây. Quý trời ba mươi hầm ấy bà con không mà đã đá trước tôi một miếng rồi. Cái gì giống trái bữa hổm cái gì giống trái bữa hổm đi nghe. Tôi dưới trời vậy là hay hơn nữa chứ, tôi vậy trắng đá đỏ không ta, đội trắng đá đỏ hơn rồi mà vốn quá chạy rồi đỏ ơi, giữ vậy đó ơi, đỏ ơi bà con có mà chạy giữ vậy đó hết đường luôn rồi, đúng rồi. Nhất. Mới vô để bử cho người ta không chết à. Một, gãy luôn. Đúng rồi. Một là hai. Đi một một hồi cũng tới 120 à. Vô chúng hai cái bi cái nó nằm lại chân đại liên không. Ghê ta, bữa nay quýnh đổ rồi nhẹ nhẹ ghê vậy hả? Là gì ạ? Năm cũng năm mà để gì đấy hả? Chín ba lại đây. Chơi cửa
Quá nhẹ anh luôn, nhẹ nhẹ tôi cũng không chạy. Ai gửi đây trời ơi, cái gì kéo tụt dữ hả? Dữ bao băng nữa. Một gửi đi, một ba mười đi. Quá cố gắng. Bốn. Nó là qua rồi, qua coi lưng nó trắng cơ bạn ơi. Ghê lắm, ghê lắm. Ôi ôi ghê. Chẳng được ghét luôn ta. Bảy. Tám. Chín. Tại không có tay, ta không có tay. Bốn.
Vì uống hơi rồi uống nhắm đồ canh cái này không trời. 1 11 quá uống. Quý như vậy nó uống hết, uống nhắm đồ canh cái kia cũng không thiếu. Lặng nhắc. Nổ, để ông nổ qua. Để ông cứ nổ cho đây bằng nổ đi đây. Quá ghê cái đường qua băng này rồi. Cơ qua băng quá quýnh. Quá hên luôn. À, nó xui ngay sao? Trời ơi, cua lê nó lãi ra ngoài rồi. Cua lê bắt hang dậu mà sao mà cua lê ngay luôn chứ hang dậu gì. 4 quá mềm nổ chút nữa. 1 xui lắm nó nghe dùm rõ ơi. Này. Xui lắm mấy ngày đó, xui lắm mấy ngày đó, xui lắm mấy ngày đó, xui lắm mấy ngày đó. Mời. Trời ơi, tôi giao muốn đoạn luôn 1. Quá chúng thiếu cái độ. Nếu mà cơ này có cơ hội nha. Này. 15. Các bạn hãy
17. Dư miếng rồi 20 31. Trời ơi, đi nhắm cười lê luôn. Bảy nữa 38. Không hơn. Nóng rồi phải không? Nóng rồi phải không? Ta nóng ta kéo đề ghét không rồi đó nghe. Nào chạy trước ông cha.
Trời ơi, chạy ra ngoài chơi. Ra uống rượu ngoài chơi. Quá dở. Ừ, chứ bây kéo nhẹ nổ, kéo đi lặn ngồi hàng ngộ gì chứ. Ủa hết biết ủa như bây giờ. Nhưng mà không sao, em nó nhỏ nó cũng hơi nhường mình chút. Rồi hết quánh luôn. Giờ mình muốn bia khó không à? Ba cái khó luôn đó nè. Đâu. Chô luôn, chô rõ luôn. Chúng luôn. 15.
Liệt vị trong chúng ta 16 nữa là 58. Nhà đập được mấy cơn? Có một chỗ màu thục mà thôi. Một gửi. Chết rồi. Chết này, chết kia thì cơ hội hắt và chạy sủi. Rồi đợi em vô là cho nó tương phát lại. Chết kia thắng mà để thua. Tài. Tôi sơm nãy quê luôn. Sáu mười một. Thôi em hãy đi về. trời ơi da nó khó. Thiếu biết hay sao? Hết sấy cà phê luôn. Tôi gan luôn rồi né. Một gửi đi. Bây giờ thiếu chạy chậm thiếu cà phê. Gan thiếu cái gan rồi né. Ai? Ai mà liếc mỏng dữ vậy ta? Đi chúng rồi. Dạ, à. Đưa xuống đó là chúng vậy, còn nhắm hoài đúng rồi. Băng đây. Trời ơi. Quá lợi hại cái đường đó, đó, đường đó là đường lợi hại nhất đó. Sao? Ảnh lên vô vậy luôn. Đó, như ý đồ luôn. Ê ghê chứ bị chô gì chô không nổi luôn. Đá chúng nè. Tám. Dạ gì đó, quýnh cho đỏ chạy gì. Còn
Trời ơi, ra thiếu thiếu hoài. 163 chuồng một hai cái cho ông ngớ nè. Nhắc ba ai, đừng nhắc ba tao mẹ ơi. Tao không có sợ ma đâu, tao già cũng chết rồi nhắc ba cái gì. Chú dư luôn trời. Tao già cũng chết mà nhắc ba tao cái gì. À. Khó quá, khó quá, khó quá, nằm chỗ khó nhất. Chúng cái đó hụt ai mà sợ. Chúng thằng mày chết luôn. Chúng cái đó hụt ai mà sợ. 366. Ông chạy cho ai mà chạy ông? Hai. Về nãy ông ngủ mới thức ra hả? Ba. Chơi vậy chấp 6 chủ điểm 43 giờ thôi, tao đi về tính tiền, tao về tao ngủ một cái. Bộ số, tớ số. Trời ơi trời. Điểm trước, điểm trước nó mới trúng. Miệng nó quá trời chữ thề la, chữ thề quá. Năm. Trời ơi trời 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 trời. Che kéo sâu qua. Che có canh. Năm nghịch. Đúng là nghịch thiệt chứ. Một. Bi. Hai. Chỗ khó nhất. Thank you.
đó, lỗ gì cũng lộn, chị bán hai đó là 78 nha. Cái chỗ xui nhất này nó học hay thì chết. Nó công nhận mày học hay thiệt á. Mà nói tao hết hồn á. Này. À. Dư. Bảy nữa là 85. Mình xếp như sau. Ngay luôn. Quá chữ. Quá ngon. Cái gì? Cái gì? Cái ông kỳ trời. Đâu có gì đâu kỳ. Dư thì ông phê, ông phê đó là phải rồi. Ba. Xung vậy cứ đè chứ kia. Sao mà nó dư luôn. Kéo dày á. Trời ơi. Thua. Đại miếu mà trời nó uống 4, 8, 5, 8, 9 chứ 8, 5, 8, 9 bị vô trái gì thiếu trái gì phát tay.
không có tay quýnh cầu. Ai bị không ngon phải móc cho nó vậy mới ngon, móc chúng mát không mà con kéo để ghét ra. Đã trúng nè, đã không trúng nữa thôi rồi. Gì con nó cho không đi luôn gì giữ giữ vậy quá khó có hụt á. Cờ Đức cho gọi đi 392 Đức đây rồi 54 rồi 56 rồi. Có cơ hội đó, có cơ hội đó, đại cũng gom nữa không giá một tăng gì. Đã cũng vô gà nữa. Bốn. Đã cũng chết khỉ nữa đâu. Vậy kéo là thiếu dư nữa nè. Năm. Nhà nói nhắc đó. Vì kéo không nổi trời. Sao nổi mà kéo ra, kéo của đó sao nổi. Vì kéo hết ăn luôn nọ. Ồ ơi, tại không biết kéo đâu. 5. Đường chấm đi chứ. Chính chết ngự luôn. Ủa cờ bầu ơi. Bị dữ nổ 98 thì giải hết biết rồi chứ.
nó quýnh nhẹ vô thì nó nổ ra đó chứ đâu mà. Trời ơi, bây giờ băng bi mình quýnh mỏng gì. Mỏng quýnh nhẹ cho chúng nó kìa. Rất bổng luôn. Sáu bằng rồi. Dám biết mỏng. Dư luôn rồi. Quá mỏng. Nhẹ quá. Một 99, bạn nào cũng có 99 dân trời. Mình uống liệu luôn, đánh cho bia chạy tới ghê vậy trời. Còn gì cho mắt. Trời. Thôi rồi, này liều dữ ra, quá liều rồi. Quá nhiều. Năm mươi. Cho chẳng đi. Đi quýnh nãy giờ. Lao. Ủa mày quýnh kèm rồi tao phải quýnh ba băng ba, tao quýnh chứ bây giờ đó ba băng. Một. Đường xa mắt mờ. Hai. Sấy lên quá đá đó. Bốn là lẻ ba giống hệt luôn. Bậy không? Đọc rồi còn trúng nữa đó. Quá lực. Lực quá lực. Giống hình mày nãy 99 rồi lẻ 3, bây giờ cũng 99 giờ lẻ 3 nữa nè. Tiến chưa? Quá đẹp không? Làm như còn bị trúng thuốc xe đầu. 53. Không có ai cho mình cơ hội thì mình đập chứ sao vậy? Có chỗ ngoan chứ không ăn nữa. Con ăn khỏi vô một tay. Mất công chuyện rồi, không thôi chơi với ổng rồi. Thì ra là vậy hả? À, không biết xin lỗi nha. Chứ hai vợ kỳ chứ. À. Dậu ơi. Hãy ra miếng. Thua đó hả? Trời ơi. Đầu chắc 40, 40 thua hả? 20 ăn, rồi chắc 40. Chắc 30. Chứ giữa 30 hả? Chứ đầu. Đầu 30 họ đi đậu ăn ngắm gắt lại 30 nữa. Hôm nay chắc lại là 10 nữa. 40. Thua. Thua quay lại 20 hả? Thiếu rồi. 5 là 8. Ủa?
Cái này không có đường hụt. Gắn muốn cho đủ luôn mà chú gia đã kéo hụt dở. Không có tài. Cho ghê nha. Biết rồi, đường này đường ba lăng mà. Không nói cho ghê nó thấy ghê. Không cho ghê. 1, 4. Hãy ra. Dư mũi gầu xiết quá xiết xiết quá xiết. Xiết quá xiết dư ruộng. Không lếm được trời. Khô rồi, nó đâu có còn ấy nữa đâu. Tôi kéo mấy cái bi nãy tôi biết nó khô rồi, kéo không được. Nó thả gì là chúng. Một gửi. Đi hết ăn cà phê à. Đức nhanh nhanh đi. Ủa, là muốn kiếm Đức vậy nè chứ. Giờ ráng kiếm cho Đức để kiếm đường không có thấy sao. Vô gà không quýnh luôn sao. Đá vô đích vô bảy. Đức thiệt. Chín là 3 điểm. 10. Ông Đức đập ra Đức á. Năm 4 mà 1 gãy 55 còn có 45 điểm như nhiêu. À chưa Đức. Trận đấu đến đây là kết thúc. Còn có 1 điểm mà trời. Video tiếp theo.